thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Countdown không khán giả dịp Tết dương lịch. Chương trình đếm ngược Countdown mừng năm mới đêm 31 tháng 12 được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại một điểm duy nhất ở đường Nguyễn Huệ, quận 1 nhưng không có đại biểu và khán giả. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức vừa kết luận thống nhất tổ chức chương trình Countdown trong Tết dương lịch năm 2022 tại một điểm duy nhất là trên đường Nguyễn Huệ và không tổ chức trên đường Lê Duẩn như thường niên. Hoạt động sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 31 tháng 12 đến 0 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phương thức là không mời khán giả đại biểu, toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các thông tin điện tử và mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đếm ngược không có khán giả, ông Từ Lương cho hay. Chương trình đếm ngược và bắn pháo hoa sẽ là hai sự kiện mừng năm mới dương lịch được tổ chức thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 31 tháng 12. Hai sự kiện này thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Năm nay thành phố cũng không bắn pháo hoa như mọi năm. Thành phố giao lực lượng công an và Ủy ban nhân dân quận 1 không cho các phương tiện đi vào đường Nguyễn Huệ hoặc dừng đổ tụ tập xung quanh các khu vực diễn ra chương trình Countdown. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.